Xin chào tất cả quý vị khán giả, các anh chị em phóng viên báo chí và những người thân yêu của Hưng. Ngày hôm nay, Hưng hào hứng vô cùng để thưa chuyện cùng quý vị và đặc biệt là được quyền tiết lộ những thông tin đầu tiên về một dự án khủng nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của Đàm Vĩnh Hưng. Đó là dự án phim điện ảnh Hào Quang Rực Rỡ The King. Thực ra ý tưởng thực hiện một bộ phim điện ảnh để nói về cuộc đời nghệ sĩ và những chặng đường của Đàm Vĩnh Hưng đã có từ rất lâu, nhưng mà cho tới ngày hôm nay mới chính thức được khởi động. Và lại có một sự trùng hợp rất đặc biệt, đó chính là kỷ niệm đúng 25 năm làm nghệ sĩ của Đàm Vĩnh Hưng. Phải nói là Hưng rất may mắn và rất vui, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi gặp được ekip, những người trẻ, những người có tài, những người có tâm làm đúng những gì mình mong muốn nhất. Hưng thấy đúng người, đúng thời điểm, còn lý do gì để mà chần chừ nữa. Hưng gật đầu ngay lập tức để giao phó câu chuyện cuộc đời của mình cho các bạn ấy. Khi nhận được lời mời tham gia bộ phim Hào Quang Rực Rỡ The King của bộ đôi đạo diễn Nam Sito và Bảo Nhân, tôi thực sự rất bất ngờ và rất hào hứng, thú vị với dự án lần này. Đây là bộ phim về ông hoàng nhạc Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Qua bộ phim này mọi người chắc chắn sẽ thấy được giai đoạn đầu của showbiz Việt Nam và cũng là thời thanh xuân của rất nhiều người trong chúng ta. Đối với tôi, đây là một dự án phim khá là đặc biệt vì một bộ phim tiểu sử đã rất là khó, và làm một bộ phim tiểu sử về một người đương thời vẫn còn đang sống thì làm một cái việc cực kỳ khó hơn nữa. Nhưng dự án này cũng kích thích cho ekip sáng tạo chúng tôi phải cố gắng và nỗ lực hơn rất là nhiều. Thực ra thì ý tưởng thực hiện những hình ảnh đầu tiên về bộ phim này, tôi muốn mọi người phải nhận ra ngay cái visual của ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Suốt trong 3 năm làm việc cùng anh Hưng thì điều khó khăn chúng tôi gặp phải đó là làm sao để tìm ra cái câu chuyện chính. Tại vì cái câu chuyện của anh Hưng quá dài, trải qua rất nhiều thời kỳ và quá nhiều chi tiết thú vị để có thể lựa chọn ra một cái câu chuyện hay nhất để mang tới cho khán giả. Chúng tôi nói vui với nhau rằng nếu mà phải kể đầy đủ mấy mươi năm cuộc đời và 25 năm sự nghiệp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì chắc phải là kể đến 10 phim điện ảnh mới đủ. Đến hôm nay thì chúng tôi đã tìm ra được chìa khóa để giải bài toán khó này. Đó là đã tìm ra một cái cách kể chuyện độc đáo, cảm xúc và chân thật để mà chính thức khởi động cái dự án này, dự án phim điện ảnh Hào Quang Rực Rỡ The King. Hào Quang Rực Rỡ The King là cái tên hoàn hảo nhất và trọn vẹn nhất truyền tải được nội dung mà chúng tôi muốn mang đến trong bộ phim này. Bộ phim điện ảnh Hào Quang Rực Rỡ The King chính là dự án quan trọng, dự án đặc biệt nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng. Rất mong khán giả sẽ yêu thương, ủng hộ cho Hưng cũng như là ekip. Hẹn gặp mọi người tại rạp vào năm 2024.